Xin chào mọi người, đặc biệt là các bạn tuổi Mậu Ngọ. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của chúng ta. Mình cũng là người Mậu Ngọ, mình sinh vào ngày rằm tháng 7, ngày mà gọi là nếu mà cho Phật giáo là ngày cô hồn á, bởi vì mặt mình cô hồn á, không có được hiền cho lắm. Chẳng qua là mình làm việc hiền riết cho nên nó hiền thôi. Chứ đúng ra là nó phải cô hồn. Cho nên là mình cũng hay nói như thế này, sinh ra không phải là quyết định chúng ta lại, mà cách sống. Người Mậu Ngọ thì đa phần là những người trượng nghĩa, sống có tâm tính hiền lành, chỉ có mỗi cái tội là hơi nóng nảy thôi, đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xét xem tử vi cái sao mạng của những người Mậu Ngọ, nam là nữ mạng ra sao, sau đó sẽ ứng dụng vào cái phần vận hạn 6 tháng cuối năm. Mình có chia sẻ hai cái video rồi, một cho nam một cho nữ ở phần đầu năm rồi. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể xem lại. Hình như mình để là Mậu Ngọ 1978 nữ mạng và vận hạn 6 tháng cuối năm. Giờ thì cho nữ mà vận hạn 6 Mậu Ngọ 1978 nam và vận hạn tử vi 6 tháng đầu năm thì là dành cho nam. Ha, bây giờ thì mình sẽ tổng hợp lại. Đầu tiên á, đối với nam mạng á, thì người nam mạng của năm nay á, như là chúng ta rơi vào một năm lục hại. Thì vì xét về địa chi là Ngọ với Sửu là bộ địa chi lục hại. Tuy nhiên đó là chúng ta có cái sao Thái Âm, một cái phúc tinh chủ về cái sự gọi là may mắn, phúc lộc rất là tốt. Cho nên ở đây là một năm có thể nói là thành công về khá là nhiều mặt đối với người Mậu Ngọ nam mạng. Tuy nhiên nữ mạng thì không tốt đẹp, khi nữ mạng có sao hao tinh Thái Bạch, một trong những cái sao đem đến cái sự sinh xuất, sự suy hao về tài lộc, khó khăn về tài lộc, thậm chí là tình cảm gia đạo nó cũng khó khăn theo nếu như tài lộc không có. Rồi hạn của năm á, thì nam là hạn Diêm Vương. Một cái hạn là chủ về sức khỏe và bệnh các đường máu huyết. Còn nữ mạng á, thì là hạn Thiên La, chủ yếu là về tinh thần. Vận niên thì đang là một vận niên khá tốt. Người Mậu Ngọ đã qua cái đại hạn 10 năm rồi. Bây giờ mình đang vào đại vận 10 năm, cho nên là một là Long Đắc Vũ, hai là Hầu Thực Quả, ba là Dương Hồi Ngạn, chứ còn không có rơi vô Cẩu Cuồng Phong Xà Âm Tỉnh gì ha. Đây là những năm mà có khá là nhiều cái sự tích cực ở trong cái công việc, cơ hội đến với người Mậu Ngọ, cả nam lẫn nữ mạng đều có. Tuy nhiên là tùy vào tuổi, tùy vào ngày tháng năm sinh mà chúng ta có được cái cơ may, gọi là cái phước phần để hưởng cái lộc đó hay không. Như vậy là mình tổng hợp xong cái phần sao hạn. Bây giờ mình tính vào cái phần vận hạn của cái 6 tháng còn lại của năm xem như thế nào. Tháng đầu tiên của cái vận trình 6 tháng cuối năm chính là tháng Bính Thân 1, tức là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Tháng này á, là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa đồng hàng, bổ mạng và sức khỏe của người Mậu Ngọ, cả nam lẫn nữ mạng sẽ không có gì là quá nguy nan ở trong tháng 7 này. Khi mà cái bổ mạng đồng hàng á, thì phúc tinh và tài tinh cũng sẽ có chút hưởng lợi. Thiên can Mậu Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Bính Tinh là hỏa, Mậu Kỷ là thổ, cho nên đây là nạp âm ngũ hành tương sinh, tốt cho tài lộc, tốt cho công việc. Dù là tháng 7 âm lịch, tháng gì ta nói tháng cô hồn các đảng gì đó, nhưng mà tháng xá tội vong nhân gì đó, nhưng mà đối với người Mậu Ngọ, đặc biệt là nam mạng, mình nghĩ sẽ tốt đẹp về tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi Thân Ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau. Như vậy đây là tháng sẽ tốt về gia đạo, tình cảm, các cái mối quan hệ làm ăn trong xã hội. Ngon ha. Người Mậu Ngọ trong cái vận trình 6 tháng đầu năm á, thì xấu nhất vẫn là tháng Giáp Ngọ, tháng 5 âm lịch. Ngày sau cái tháng 5 âm lịch thì người Mậu Ngọ, đặc biệt là nam mạng, sẽ có rất là nhiều thuận lợi. Từ tháng 6 là tháng Ất Mùi cũng là sáng tốt ha. Tháng Mộc tốt cho tháng Kim, nhưng mà tốt cho cái người Mậu Ngọ. Rồi tháng 7 tiếp tục là một tháng tốt.
Tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, tháng Trung Thu của năm Tân Sửu. Tháng Trung Thu là tháng Đinh Dậu, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là sao? Hỏa đồng hành, bổn mạng và sức khỏe sẽ tốt, không có vấn đề gì là quá to lớn ở trong cái bổn mạng và sức khỏe của người Mậu Ngọ, cả nam lẫn nữ mạng. Nữ mạng có thể xấu một chút xíu do sao? Thái Bạch nè, một cái hao tinh này không chỉ suy yếu cho người Mậu Ngọ nữ mạng về tài lộc không đâu, nó còn về cả gia đạo tình cảm rồi đó là sức khỏe. Hao tinh của Thái Bạch đối với người Mậu Ngọ tại sao nặng nề? Tại vì đó là cái Thái Bạch nó hành kim, người Mậu Ngọ là hành hỏa, hỏa thì khắc kim, bản mệnh khắc cái sao, cho nên là cái sự xung khắc nó sẽ tạo ra nhiều cái sự phiền toái. Thậm chí là cái năm 2017 ấy, mình bị sao Thái Bạch đó, là mình ba mình mất trong cái năm đó luôn. Ngoài si ha tài lộc ra mình còn bị mất người thân nữa. Rồi thiên can thì Mậu Đinh cũng khá giống với cái tháng 7 khi chữ sao Đinh là hỏa, Mậu Kỷ là thổ, mà đây là thiên can được nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh, tốt về tài lộc không có vấn đề. Địa chi Tý Ngọ Mão Dậu, Ngọ Dậu thuộc bộ tứ hành xung nhưng không thuộc chính xung, nên gia đạo tình cảm và các mối quan hệ làm ăn chắc chắn sẽ có trục trặc, tuy nhiên nó không quá lớn, nó nằm trong cái sự khống chế của mình hoặc là dễ dàng mà vượt qua ha. Tiếp theo là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất thì thuộc mộc, có thể nói tháng này là tháng tốt nhất đối với người Mậu Ngọ ở trong năm lục hại Tân Sửu năm 2021. Vì sao? Vì tháng Mậu Tuất là một tháng mộc, mà mộc thì sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh tốt đẹp cho bổn mệnh và sức khỏe, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi ở trong cái tháng mà được như thế này, rõ ràng là tốt đẹp đúng không? Thiên can chữ Mậu của Mậu Ngọ và Mậu của Mậu Tuất là đồng hành, công việc thuận thành nhiều hanh thông, đôi khi là có tài lộc lớn cho cái người Mậu Ngọ. Rồi tiếp đến đó là địa chi người tuổi Ngọ gặp tháng Tuất là nằm trong bộ tứ hành xung dần Ngọ Tuất. Đây là cái sự tốt đẹp cho không những cái gia đạo tình cảm mà còn cho những công việc, thậm chí là có quý nhân giúp đỡ nếu gặp chuyện khó khăn trong cái công việc, cả nam lẫn nữ chứ không phải riêng nam không. Dĩ nhiên cái sao Thái Âm nó sẽ là một cái phúc tinh hoàn toàn ngược lại cái sao Thái Bạch, cho nên là cái sự may mắn của cái người nam mạng ở trong cái tháng 9 nó cũng nhiều hơn cái sự may mắn của người nữ mạng Mậu Ngọ ở trong cái tháng 9 ha. Cho nên là đừng có phân bì có những năm Mậu Ngọ tốt nữ tốt mà nam có tốt đâu, đúng không? Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu, mà tháng Kỷ Hợi, tháng 10 là tháng Kỷ Hợi, thì tháng Kỷ Hợi thuộc mộc. Như vậy thì bản mệnh cũng không khác tháng 9, khi mộc sinh hỏa, bổn mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế phát huy tác dụng hưởng lợi. Thiên can Mậu Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ và tự vi, cả Mậu lẫn Kỷ thì thuộc hành thổ, cho nên đây là một cái thiên can gọi là tốt đẹp, không có việc gì mà kiêng kỵ. Địa chi Hợi Ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau, cho nên tháng này sẽ tốt đẹp về những cái mối quan hệ cũng như là gia đạo tình cảm, không có vấn đề gì nhiều. Tháng 9 tốt kéo qua tháng 10 cũng tốt luôn, tuy nhiên tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì thuộc thổ, như vậy xét về trụ mệnh là sao? Hỏa của bổn mệnh sinh xuất tháng, thổ mà, cho nên là bổn mạng sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng suy yếu, phúc tinh và tài tinh suy yếu hẳn. Rồi thiên can Canh Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ và tử vi. Canh Tân thì thuộc kim, Mậu thì thuộc thổ, đây là thiên can sinh xuất,
nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất thì rất dễ sinh suy hao tài lộc. Một là mình có chủ động, hai là suy hao tài lộc nhỏ ha. Địa chi thì cực kỳ không tốt đẹp khi Tý Ngọ nằm trong bộ tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu, mà là sát nhau, Tý Ngọ sát nhau, người ta còn gọi là trực xung hoặc là chính xung và lục xung à, thì gia đạo cẩn trọng, nhiều chuyện không vui. Các quan mối quan hệ làm ăn trong xã hội, quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau sẽ có xích mích, cho nên là cẩn thận một tí vẫn tốt hơn cho người Mậu Ngọ, đặc biệt là nữ mạng nha. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu, tháng 12. À, tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu, tháng lục hại, năm của năm lục hại đối với người Mậu Ngọ. Thì tháng Tân Sửu tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy thì bổn mệnh cũng khá giống với tháng Giêng, tháng 11 khi là sao? Mộc hỏa sinh thổ. Đúng không? Bổn mệnh và sức khỏe nó không được ok cho lắm. Hỏa thì sinh ra là thổ, cho nên là bổn mệnh bị suy yếu, không được tốt đẹp. Mọi người đó, thiên can Tân và Mậu thì cũng khá giống với tháng 11 khi canh gặp Mậu. Nạp âm ngũ hành của Tân canh là kim, Mậu là thổ, cho nên đây là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất y chang tháng 11 à, rồi cho nên là sẽ có suy hao tài lộc. Cái này là người Mậu Ngọ nữ mạng cẩn thận. Địa chi cũng gần gần giống với tháng 11 khi Sửu Ngọ là thuộc cái nhóm địa chi lục hại, nhị hại theo kiểu người miền Nam và lục hại theo người kiểu người miền Bắc, cho nên đây là tháng có thể là có nhiều cái chuyện không vui, cẩn trọng đối tác làm ăn gây thiệt hại, coi chừng bị giật nợ đối với người nữ mạng. Nghe thấy ớn ha. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến cái các bạn Mậu Ngọ cả nam lẫn nữ những cái vận trình của 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu. Bên cạnh những cái điều tốt đẹp của tháng 9 thì tháng 9, tháng 10 thì tháng 11, tháng 12 là hai tháng có nhiều cái sự khó khăn. Hy vọng rằng mọi người chuẩn bị cho mình cái tâm lý tốt nhất để mà vượt qua hai cái tháng cuối năm đầy khó khăn. Hy vọng với những cái thông tin mình chia sẻ sẽ giúp các bạn có được cái tư duy nhận định để nên biết cương nhu ở trong tháng nào và làm những cái gì để có cái năm, dù rằng lục hại đối với tuổi vẫn là một năm thành công với tất cả các anh chị em Mậu Ngọ của chúng ta. Đó là điều mình rất là mong muốn. Phải nói là mình đang tính là phải lập một cái hội Mậu Ngọ để mà mình cùng giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau ở trong những cái năm khó khăn cũng như là cái năm thuận lợi, mình cùng kéo nhau mà chạy, đúng không? Ngựa thì chúng ta rất là chạy, rất là đường, rất là dài, đúng không mọi người? Mọi người nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mậu Ngọ khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây. Cái ông tròn tròn ngồi trong đó để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.